thành phố Hồ Chí Minh, những ai được ra đường sau ngày 23 tháng 8. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định, từ ngày 23 tháng 8, các nhóm đối tượng lưu thông cần có giấy đi đường và có dấu hiệu nhận diện riêng. Ngày 21 tháng 8, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký công văn khẩn gửi thủ trưởng các sở, ngành, lãnh đạo các quận, huyện, thành phố Thủ Đức cùng các doanh nghiệp trên địa bàn về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng trong thời gian giãn cách xã hội. Theo đó, trước 0 giờ ngày 23 tháng 8, tất cả nhân viên, người lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh và trung ương trên địa bàn triển khai phương án 3 tại chỗ, một cung đường hai địa điểm phải có mặt tại cơ quan. Các nhóm đối tượng được phép tham gia lưu thông vẫn thực hiện theo công văn số 2718 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bắt buộc có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện theo quy định. Đối với lực lượng giao hàng ứng dụng công nghệ, shipper thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tạm ngừng hoạt động tại thành phố Thủ Đức và các quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Hóc Môn, Bình Chánh. Các địa phương còn lại, shipper chỉ hoạt động trong quận, không chạy liên quận và cần có dấu hiệu nhận diện riêng. UBGN thành phố cũng quy định, những người được cấp giấy đi đường thời gian này là thành viên ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 các cấp, lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch, lực lượng xử lý hạ tầng, kỹ thuật. Đối với công tác cấp giấy đi đường, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan ban đảng, đoàn thể, tổng công ty trực thuộc thành phố chịu trách nhiệm cấp giấy cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý. Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trung ương trú đóng tại thành phố chịu trách nhiệm cấp giấy cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý. Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các phường, xã, thị trấn cấp giấy cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân thuộc đơn vị, địa bàn quản lý. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định cách thức nhận diện đối với các đối tượng lưu thông thời điểm này là giấy đi đường theo đúng hướng dẫn và đồng phục theo các ngành. Riêng công chức, viên chức và các nhóm lực lượng tham gia hỗ trợ phòng chống dịch khác phải mặc áo nhận diện do thành phố cấp.